Rồi xin chào anh em nha. Hôm nay về lại được 5 vị lưỡi cưa kiếm loại cưa sắt Made in USA nha anh em. Của DeWalt. Lưỡi này thì dài 18 gì? 15 cm nha anh em. Lưỡi dài 15 cm, một hộp về là 5 lưỡi giá 200 ngàn. Dành cho những em có nhu cầu tính ra một lưỡi có 40 ngàn thôi. Rẻ hơn cả bot, bot hiện tại loại thường đã nằm ở mức giá là tầm 50 ngàn đến 70 ngàn. Loại này là loại để quát chuyên cắt sắt. Đó. Giá 200 ngàn một vỉ, 5 lưỡi. Và về được đúng được một cái đầu autolock của hãng chính hãng của DeWalt luôn. Dòng này là 13 ly. Thay được cho tất cả các dòng 13 ly mà tiêu chuẩn, không phải là lòng dòng cao cấp, tại vì dòng cao cấp của nó là nó sử dụng đầu lớn hơn. Ví dụ như XBH 14, XBH 07 rồi Milwaukee con đời khủng, cũng như là DeWalt con 996 887 à gì 996 999 là sử dụng đầu autolock khác, còn lại là sử dụng đầu 13 ly này hết. Cho nên anh em nào mà sử dụng XBH 12 và các mã tương tự thì anh em có thể thay được đầu này nhé. Răng trong là răng khía này, răng ngược, dành cho những anh em có nhu cầu. Đầu này là kim loại autolock, anh em quan tâm liên hệ, giá 350 ngàn. Rồi, cảm ơn anh em.